Ok, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của Nhật Hoài Trader. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Trong video ngày hôm nay, Hoài sẽ thực hiện một cái live trade trên sàn giao dịch Amega, là một sàn Forex. Nhưng mà rất là hay là sàn này nó còn hỗ trợ rất là nhiều các loại thị trường khác như là vàng, dầu, hàng hóa và cũng như là chứng khoán Mỹ nữa. Như anh chị đã biết là Hoài là một nhà giao dịch, một trader, nhưng mà rất là thích giao dịch nhiều loại thị trường khác nhau. Thực sự là Hoài đang tìm một cái sàn giao dịch mà có hỗ trợ cho cả vàng, dầu, các cặp tiền tệ và hàng hóa và cả chứng khoán Mỹ nữa. Nhưng mà hiếm có sàn nào mà hỗ trợ gần như tất cả những cái loại thị trường. Thì ở đây Hoài đã tìm ra được một sàn giao dịch rất là ổn, đó là sàn Amega. Thì ngày hôm nay Hoài sẽ làm một cái live trade cũng như là đánh giá sơ bộ những cái ưu điểm khi mà chúng ta đặt lệnh trên sàn nha. Chúng ta cùng vào video thôi. Ok, trước khi đi vào video thì anh chị để lại comment tôi quan tâm hoặc là bất kỳ cái thắc mắc nào mà anh chị gặp vào trong cái quá trình anh chị giao dịch nha. Chúng ta cùng đi ngay vào cái video hôm nay của chúng ta. Đó là video mà Hoài sẽ thực hiện một cái live trade. Thì để mà làm những video mà có live trade thì Hoài cũng phải lựa chọn cái thời điểm, bởi vì không phải lúc nào cũng có cái đúng ngay cái thời điểm mà có một thiết lập giao dịch để mà chúng ta có thể vào ngay được. Thì ở đây hôm nay Hoài thấy một cái thiết lập rất là rõ ràng của cái cặp tiền, đó là Doji. Thì khi mà chúng ta trade trên sàn Amega thì anh chị có thể trade trên cả MT4, MT5 cũng như là trade trên cái web terminal, tức là mình trade trực tiếp trên trình duyệt web. Thì ở đây Hoài lựa chọn cái lựa chọn đó là trade trực tiếp trên trình duyệt web cho nó tiện luôn, bởi vì chuyển qua chuyển lại giữa TradingView nè, phân tích TradingView với lại đặt lệnh thì cho nó tiện. Với lại khi mà Hoài xài cái hệ điều hành Mac OS á, thì cái MT5 trên Mac OS nó lại không hoạt động ổn định cho lắm. Đấy, cho nên là Hoài tin tưởng hơn vào cái web terminal. Đấy, thì trên cặp tiền Doji chúng ta thấy cái phong cách phân tích của chúng ta vẫn như vậy thôi anh chị, không có cái gì quá khác biệt. Và Hoài chọn cái khung thời gian mà Hoài day trade, tức là khung thời gian H4. Nếu anh chị đã từng nghe Hoài nói thì Hoài đã từng nói là Hoài có hai tài khoản riêng biệt. Một cái tài khoản là Hoài trade trên khung thời gian D1, tức là trên những cái xu hướng dài hạn, trung và dài hạn. Còn một tài khoản là để day trade, tức là giao dịch trên khung thời gian H4, những con sóng swing ngắn hạn. Đấy, thì cái tài khoản mà trade H4 của Hoài á, thì thường là lợi nhuận nó có được đều đặn hàng mỗi tháng. Còn cái tài khoản D1 á, thì có tháng lời có tháng lỗ, nhưng mà cái lợi nhuận nó được tính theo năm, bởi vì nó là một cái khoảng thời gian rất là dài hạn. Ở đây trên khung thời gian H4 trên cặp tiền Doji, Hoài thấy một cái thiết lập đó là giá đã đang tạo cung nén với đường xu hướng nhỏ nè, chị thấy không ạ? Đường xu hướng nhỏ tức là định hình cái con sóng pullback kéo ngược về đường trung bình sau khi giá đã vượt lên trên đường trung bình và thiết lập cái xu hướng tăng. Anh chị thấy trước cái thiết lập này là giá nó đã phá vỡ lên khỏi một cú nén với đường kháng cự ngang nhỏ này rồi. Này, đường kháng cự ngang tức là nó đã phá vỡ đường kháng cự ngang rồi. Hiện tại nó đang trong sóng kéo ngược và chuẩn bị cho một cú phá vỡ tăng trưởng thêm nữa. Như vậy sau khi giá nó hoàn tất giai đoạn cú nén với đường xu hướng này rồi, và cũng đã gần như là thoát lên khỏi cái đường xu hướng luôn rồi, thì chúng ta đã có thể đặt lệnh. Và thực ra cái thanh nến đặt lệnh hiện tại nó cũng chưa phải là nến đẹp lắm, nó không mang tính bullish cho lắm, nhưng mà nó mang có một tính chất đó là cái sự phân vân và sự do dự của thị trường, thể hiện qua cái bóng nến trên và bóng nến dưới đều dài và cái thân nến nhỏ. Như vậy ở đây giống như là một nến Doji, chỉ cần có một sự phá vỡ lên trên cái nến Doji này thì chúng ta có thể công nhận là thị trường đã chọn cái hướng tăng làm cái hướng đi tiếp theo, và có thể coi là cái con số pullback nào nó đã kết thúc và chuẩn bị cho một hướng tăng trưởng mới. Như vậy là đủ điều kiện để chúng ta vào một lệnh mua. Để mà khi mà phân tích thì thường là Hoài sử dụng TradingView để phân tích, và Hoài dùng cái nền tảng này để đặt lệnh thôi, ít khi nào mà Hoài dùng chính cái nền tảng này để mà phân tích lắm, bởi vì những cái công cụ phân tích của nó không có được đẹp lắm. Công cụ phân tích trên MT4 và trên MT5 không có đẹp, và ngay cả những cái đường trung bình nó cũng rất là mờ mờ ảo ảo. Cho nên là Hoài đây Hoài vẽ cho anh chị minh họa ha. Khi mà phân tích thì chúng ta nên dùng là TradingView để phân tích, còn khi mà đặt lệnh thì chúng ta đặt lệnh trên sàn như bình thường. Đấy, thì sau khi mình đã quyết định vào lệnh thì mình dùng cái công cụ, một cái công cụ gọi là thế giá lên nè. Đấy, mình đặt cái lệnh mua ở phía trên đỉnh nè, dừng lỗ chúng ta kéo phía dưới đáy này. Đấy, thì như vậy chúng ta nhìn là chúng ta sẽ thấy ngay cái điểm vào lệnh là 84,278 nè, dừng lỗ chúng ta đặt quanh 83,676, và chốt lời chúng ta kéo lên trên phía trên như thế này, khoảng đạt được khoảng từ 2R đến 3R quanh vùng số tròn, là quanh chốt lời quanh 86 là chúng ta sẽ đạt được tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận là 2,86. Như vậy là đã đủ cái mức risk reward tốt của chúng ta. Và cái hay ở đây là chúng ta dùng cái công cụ vị thế này là chúng ta sẽ thấy được ngay cái mức dừng lỗ nè là 60,2, chị nhìn con số chính giữa thấy không ạ? 60,2 pip. tức là cái mức risk ở đây nó bằng đúng 60,2 pip. Chúng ta sẽ dùng cái con số 60,2 pip này để mà tính toán khối lượng vị thế. Tính toán khối lượng vị thế. Đây, chúng ta cùng vào một lệnh mua ha. Rồi. Chúng ta chọn lệnh là pending order, tức là mình sẽ vào lệnh buy stop, là chúng ta mua ở mức giá cao hơn mức giá thị trường. Volume ở đây là bao nhiêu chúng ta không biết, đầu tiên là chúng ta phải tính toán thì chúng ta mới tính ra được ha. Đây, cách tính chúng ta vào cái trang là Position Size Calculator, Hoài để ngay phần mô tả cũng như là comment đầu tiên. Chúng ta dùng cái trang này để tính toán ra chính xác cái con số volume này, con số volume ở đây để sao cho nếu mà chúng ta bị dừng lỗ cái kèo này thì chúng ta chỉ mất đúng 2% số dư tài khoản thôi. Số dư tài khoản của Hoài ở đây là 4.950 đô, thì làm sao Hoài, nếu mà Hoài lỗ cái kèo này thì Hoài chỉ mất đúng một số tiền, đó là bằng 2% của 4.950 thôi. Đây, chúng ta cùng tính ha. Chọn cặp tiền là Doji nè. Rồi, số dư tài khoản là 4.950. Risk ratio ở đây là Hoài chấp nhận rủi ro 2% tài khoản, và stop loss ở đây là bằng 60,2. Thôi thì làm tròn là 60 đi ha. Như vậy Hoài sẽ được vào một cái khối lượng vị thế bằng đúng là 0,22 lot. Nếu mà Hoài mất cái kèo này, tức là bị dừng lỗ kèo này, thì Hoài sẽ mất đúng số tiền là 99 đô, bằng 2% cái số dư tài khoản hiện tại của Hoài. Như vậy ở đây là chúng ta tính ra 0,22 lot ha. Anh dễ lưu ý là trong cái công thức này, trong những cái ô, cái tham số này, nó không có cái ô dành cho đòn bẩy, tức là đòn bẩy của anh chị là bao nhiêu nó sẽ không ảnh hưởng, nó không quan trọng. Đòn bẩy của anh chị là x100 hay là x150 hay là x200 hay thậm chí là x vô cực đi chăng nữa, chúng ta vẫn chỉ được phép vào 0,22 lot thôi. Đấy, nó không quan trọng nha. Quan trọng ở đây là mình mất một số tiền bằng đúng 2% số dư tài khoản của mình. 0,22 mức giá là 84,278. Stop limit ở đây thường là Hoài không có thay đổi nhiều lắm, cứ để mức giá này thôi. Stop loss nè, 83,676. Chốt lời ha. Chốt lời thường là Hoài cũng đặt luôn. Nếu anh chị không đặt thì cũng không sao. Nếu mình không đặt thì mình cứ trailing stop lên thôi. 86 ha, 86,001. Thôi là 86 đi. Rồi, cái expiration tức là cái ngày đáo hạn của cái lệnh này, thường là chúng ta chọn GTC để cho cái lệnh này sẽ không bao giờ đáo hạn. Nó chỉ đáo hạn khi và chỉ khi cái lệnh của chúng ta bị cắt stop loss hoặc là chốt lời, hoặc là chúng ta đóng lệnh bằng tay thôi. Rồi, đặt. Ok, như vậy là chúng ta đã đặt xong một cái lệnh. Anh chị nhìn ở đây chúng ta sẽ thấy cái lệnh mua chúng ta nằm ngay phía trên nè. Đấy, nằm ở phía trên, dừng lỗ chúng ta ở dưới và chốt lợi chúng ta nằm ở phía trên này. Chỉ cần giá break lên một phát là lệnh của chúng ta tự động được khớp. Đấy, đây là một cái kèo mà Hoài đã đặt. Sắp tới thì Hoài cũng sẽ chờ những cái thiết lập mới, như là cú nén với đường xu hướng nè, xu hướng tăng của vàng đang hồi về đường EMA. Chúng ta có thể chờ giai đoạn nén với đường xu hướng của dầu. Dầu nó đã phá vỡ lên khỏi đường EMA, nhưng mà sau đó nó break ngược trở về đường EMA. Vậy hiểu không ạ? Phá vỡ lên trên xong rồi phá ngược trở về, tức là một cú phá vỡ giả, và nó có tiềm năng tạo ra cú nén với đường xu hướng này để mà tiếp tục cái đà giảm giá của nó. Anh chị nhìn ở đây giống như là một cái giai đoạn mô hình lá cờ giảm này, mô hình sóng giảm này, rồi chúng ta có một cái giai đoạn đi ngang tích lũy. Sau đó nếu mà có cú phá vỡ xuống cái lá cờ này nữa thì có khả năng dầu sẽ giảm thêm một đợt nặng nề nữa. Ngoài ra anh chị cũng có thể chờ đợi một cú nén với đường kháng cự, đường xu hướng của EG. Sau khi EG nó thoát ra khỏi một giai đoạn đường kháng cự, thoát ra khỏi giai đoạn đường kháng cự nhưng mà giá nó không có tăng liền mà nó hồi về trở về một chút xíu, tạo ra một cú nén mới thì sau đó nó mới tăng. Đấy, GG cũng là một cặp tiền mà anh chị có thể theo dõi trong cái ngày hôm nay và cũng như là các ngày tới. Cũng là xu hướng tăng vừa được thiết lập luôn, giá đã phá vỡ ra khỏi cú nén với đường xu hướng rồi. Bây giờ nó tạm thời đang tạo ra một giai đoạn nén với đường xu hướng mới và khả năng rất cao là có thể phá vỡ được cái đường xu hướng này. Hoài nghĩ là trong ngày hôm nay hoặc là trong ngày mai thôi là anh chị có thể mua GG được rồi. Lúc này có vẻ như là giai đoạn nén với đường xu hướng nhỏ này của GG nó vẫn chưa được chặt chẽ cho lắm, nó vẫn còn một chút khoảng trống ở dưới nha. Thực ra mình nhìn cái giai đoạn nén với đường xu hướng của NG nè, anh chị thấy nó vẫn còn một chút xíu khoảng trống ở bên dưới này. Nhưng trong rất nhiều trường hợp khi mà cái con xu hướng tăng nó đủ mạnh á, thì nhiều khi giá nó không cần thiết phải chạm vào đường EMA đâu, nó chỉ hồi về một con sóng nhỏ như vậy thôi, khi nó break lên là nó có thể đi luôn đó, nó có cái khả năng như vậy. Cho nên nếu mà anh chị thích có một cái cách chơi cẩn trọng hơn và chắc ăn hơn thì chúng ta có thể vào 1/2 vị thế thôi, sau khi giá break lên khỏi cái đường cái điểm mua của Hoài. Thì khi mà giá nó break lên khỏi cái đỉnh trước đó, hoặc là nó tạo ra một cú nén mới và break lên thêm lần nữa, thì lúc đó chúng ta có thể vào 1/2 vị thế còn lại. Còn ở đây thì Hoài thích risk cao, Hoài thường chơi rủi ro cao, thích rủi ro cao, cho nên cứ vào full này, không có hay chia vị thế như thế này. Đấy, như vậy đây là một cái video mà chúng ta có thể đặt live trade trên cái web terminal, tức là đặt lệnh ngay trên trình duyệt web của Amega. Sắp tới là chúng ta có thể chờ những cái kèo này, vàng, dầu, EG, GG và NG. Anh chị để ý như thời điểm hiện tại có vẻ như là đồng yên Nhật nó đang đuối sức, nó đang yếu hơn so với gần như tất cả các đồng tiền còn lại. Đấy. Thì nếu mà anh chị quan tâm tới sàn và muốn trải nghiệm một cái sàn giao dịch có hỗ trợ nhiều cái tài sản khác nhau như là vàng, dầu, các cặp tiền tệ, chứng khoán Mỹ cũng như là những cái loại hàng hóa, thì anh chị có thể tham khảo Amega. Link mở tài khoản ở Hoài để phần mô tả cũng như là cái comment đầu tiên nha. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.